Xin chào quý vị và các bạn. Đây là đường Lê Duẩn, đại lộ Thống Nhất ngày xưa. Thì hiện tại thì cũng gần đến Tết rồi, nên mọi người đang chuẩn bị trang trí cho cái đường Lê Duẩn này, những cái sự kiện, những cái ánh sáng, cái bồn hoa nhìn rất là bắt mắt. Nhưng mà bây giờ thì mới là khởi đầu thôi, chuẩn bị thôi. Đây là ngã tư Pasteur và Lê Duẩn. Này, nếu mình đi thẳng hướng này là ra sân bay nè. Bây giờ mình sẽ đi một vòng đường Lê Duẩn này để đi xem cái không khí mọi người đang chuẩn bị đón xuân như thế nào nha. Chúng ta cùng lên đường. Đây là cái bùng binh ngay nhà thờ Đức Bà nè. Nhà thờ Đức Bà thì năm nay vẫn chưa có sửa sang xong, nên vẫn chưa có lộ diện được. Chắc hẹn năm sau. Thì ở đây thì có cái phố ông đồ ở phía sau cái Diamond nè. Mình chạy một vòng qua phố ông đồ cho bà con mình xem nha. Thì hôm nay sẵn tiện đường đi công việc thì em thực hiện cái video này bằng xe máy, để bà con mình có cái nhìn bao quát cái khu vực Sài Gòn, cái trung tâm Sài Gòn. Nhìn hai bên rất là đẹp ha. Toàn là hoa mai thôi, nhưng mà hoa mai giả thôi. Nhìn rất là mùa xuân, có không khí mùa xuân rồi. Các anh chị các bạn nào mà có đi ra đây á, thì mình gửi xe trong cái khu vực Diamond, rồi xong cái mình đi rảo xung quanh cái phố ông đồ này ở trên đường Phạm Ngọc Thạch và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Năm nào cũng vậy, cái sự kiện này lúc nào cũng diễn ra trên con đường này. Hôm nay thì do hơi có việc nên không có gửi xe đi bộ, nên chỉ quay phim thôi. Quay phim đi ngắm bao quát thôi. Đi chúng ta đi cuối cái con đường này thì chúng ta đi đến cái bùng binh Hàng Xanh để đi về Bình Thạnh rồi đi về Thủ Đức. Đây là cái nhà văn hóa thanh niên, quá trời xe máy luôn. Buổi chiều rồi, kẹt xe quá trời kẹt xe. Chúng ta phải quay lại cái đường Lê Duẩn nha. Quay lại đường Lê Duẩn rồi đi về cái đường Tự Do, đường Đồng Khởi ngày xưa đó. Đồng Khởi ngày nay, đường Tự Do ngày xưa.
Thực ra thì không khí Tết ở Sài Gòn bắt đầu lem nhem ở khu vực trung tâm này, nhưng mà ở các vùng như là quận 5 rồi các quận 7 rồi thì mình thấy khung cảnh nó vẫn như bình thường thôi. Chỉ có những cái chợ thì có phần đông đúc tấp nập. Còn bến Bình Đông thì mới lem nhem cái vài ba con thuyền chở những cái cây mai rồi những cái hoa lan vẫn chưa có trưng bày lên. Khi mà như mọi năm đến ngày 25 thì mới đông được. Đây là Diamond nè. Nhìn rất là đẹp. Trang trí rất là hoành tráng. Đó, mình nhìn vào đây thì là nhà thờ Đức Bà nè. Ủy ban quận nhất. Bây giờ là 4 giờ mấy chiều, gần 5 giờ chiều. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng trên đường Tự Do để đi về quận nhất nha. Để xem cái cảnh mà Sài Gòn trang trí ở trên đường Tự Do như thế nào nha. Hiện nay thì họ chỉ mới trang trí đèn led thôi, chứ chưa có hoa gì hết. Thì hoa thì ở công viên 23/9 này có lẽ là phải ngày 23 âm lịch đó. Đó, các anh chị thấy xe điện, xe buýt điện Mai Linh đó. Phía trước mình có xe buýt điện Mai Linh, nhưng mà xe buýt đó đi từ công viên 23/9 thôi, 23/9 đi đến Thảo Cầm Viên và ngược lại. Trên đường đi thì nếu mình có dừng ở đâu thì họ sẽ dừng ở đó cho mình, nếu không thì điểm đến cuối cùng là Thảo Cầm Viên. Rồi chúng ta dừng ngay chỗ nhà thờ Đức Bà xíu nha, để mình nhìn ngắm cái nhà Đức Bà, những cái cây hoa, cảnh bà con đi du lịch như thế nào nha. Đây. Rồi, đi rồi. Quẹo qua đây để nhìn cho dễ. Kia là bưu điện thành phố. Con đường ngày xưa, góc nhìn ngày xưa. Nhìn những hình ảnh ngày xưa có na ná như vậy không ta? Có góc này na ná nè. Còn góc này thì khác nè. Cái building này xây lên mới. Rồi chúng ta đi tiếp trên con đường Đồng Khởi nha. Thì cái nhà thờ Đức Bà đó tập trung rất là nhiều khách du lịch thôi, còn khách dân địa phương thì rất là ít. Rồi chúng ta đi vào cái vùng kẹt xe rồi. Ở Sài Gòn sợ lắm, kẹt xe sợ lắm. Sẵn tiện đường thì nhớ đến các anh chị các bạn thì em chia sẻ một số hình ảnh về khu vực trung tâm Sài Gòn này, rồi những cái hình ảnh trang trí ngày Tết cho mọi người cùng xem nha. Với các anh chị các bạn có kỷ niệm gì về cái khu vực này thì cho em xin cái comment nha.
để bà con mình cùng chia sẻ. Hy vọng là kênh Vinh Lâm TV sẽ là một cái group cộng đồng cho tất cả những cái bà con xa xứ cùng khơm mình lại, và có thể mình sẽ quen biết nhau thông qua cái kênh này, biết đâu mình gặp lại bạn mà mấy chục năm qua mình chưa gặp. Bây giờ mình có thể nhìn lại ha. Rồi, đây là cái khách sạn như ngày nào, Continental, và cái nhà hát Diên Hồng. Nếu em nói sai thì mọi người có thể cho em xin ý comment để em sửa nha. Nhiều khi những cái địa danh ngày xưa thì nhiều khi nói sai. Đây, khách sạn Caravel. Rồi. Mình tiếp ra cuối đường là bến Bạch Đằng á. Rồi, chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và thật nhiều niềm vui. Ủa, vui chứ. Ngày mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Nói rất lẹo lưỡi luôn.